đời khi có cho cầu, rồi khi tung thiếu hỏi người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trông vắng khi nghèo, lời nói yêu thương đành trả lại người thua. Hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em và các bác một cặp loa mà theo như em vừa đọc ở trên web của hãng thì đây là cặp loa được coi là chuẩn mực về mặt âm học, vật lý cũng như là về độ bền. Đó là cặp loa đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Mỹ, Electrovoy, model là LX210. Các bác có thể là search thông tin ở trên Google các bác nhé, gõ vào là Electrovoy LX210, một cặp loa bát 25 vỏ thùng nhựa. Đấy. Và đối với những sản phẩm của EV thì được sản xuất tại khá là nhiều nước. Ví dụ như là có những con loa EV được sản xuất tại Đức này, có những con loa được sản xuất tại Mexico này, có những cái loa được sản xuất tại China. Và thường thường là những cặp loa được sản xuất tại China, chất lượng thì nó không hề thua kém gì những cái bản tại Mexico hay là Đức cả, nhưng cái mức giá sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Và đây là một con loa được sản xuất tại China các bác nhá. Đấy, bác xem này. Thiết kế thì nó khá là nhỏ gọn thôi, bởi vì nó là một cặp loa 10 inch. Vỏ thùng của này thì không phải là vỏ gỗ mà nó là một cặp loa vỏ thùng nhựa. Và nếu như các bác đang tìm kiếm một cặp loa hàng chính hãng giá hợp lý thì tại sao lại không thử những cái loa như này? Với cặp loa Electrovoy này thì các bác có thể là sử dụng trong những cái diện tích phòng từ khoảng 15 đến 30 mét vuông, em thấy là rất là hợp lý. Con loa là nhìn nhỏ như vậy nhưng mà nó đánh lên thì maximum là 127 dB nhá, và công suất của nó là 300W. Và nhắc đến những sản phẩm hãng thì chúng ta luôn luôn phải trầm trồ về cái thiết kế cũng như là cái chất âm của nó. Các bác xem này, làm rất đẹp, phải nói là thùng nhựa nhưng mà thiết kế nó rất đẹp. Nó không giống như FPT nhìn nó hơi thô, đây cũng là vỏ thùng nhựa nhưng mà có cái gì đấy nhìn nó chất hơn đúng không ạ? Nhìn nó có vẻ khoa học hơn, chất hơn một chút về hình thức. Vẫn là một cái mặt e căng rất là huyền thoại của cái dòng EV. Mặt e căng hầu như em thấy là con loa nào cũng giống nhau các bác nhá, đối với những cái series này. Và đối với em Electrovoy này thì công suất của nó là 300W, tích là 1200W, và giải tần thì nó xuống được khá sâu, 49 đến 22 kHz. Đấy. Độ nhạy là 90 dB, và tốt nhất thì các bác lên ghép cho em với những cái con đẩy của Electrovoy hoặc là đẩy của Dilacorp thì sẽ ra một chất âm rất là hay và tuyệt vời. Và đặc biệt nữa là con này nó sử dụng một cái chép titan 1.4 inch, mà theo nhà hãng nói thì cái chất âm nó rất là hay. Và ngay bây giờ thì không để các bác chờ đến đâu nữa, em sẽ test đến các bác nghe ngay chất âm của cặp loa Electrovoy LX210 này. Và nếu như các bác muốn biết được là bên trong ruột gan nó có gì thì hẹn các bác clip sau nhé. Em sẽ mở ruột một số những model của Electrovoy. Và em nghĩ là khi mà test nhạc loa này thì các bác sẽ rất bất ngờ đấy ạ, bởi vì chất âm của nó thực sự phải nói là rất đặc biệt. Cũng là loa thùng nhựa nhưng mà cái dòng EV này thì cái tiếng chép nó sáng hơn hẳn các bác nhá. Lệ mãi thương về cố hương xa vời, lệ nhớ mong ai mà tràn dần. Mưa tuôn trong tim suốt năm cánh dài, từng hạt buồn đau tí tách hiên ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không nhà, lệ thiếu tơ duyên thành mưa đá. Cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa gào, lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào. Có giấc mơ về quê cũ, thấy em xa cuộc vui, đèn hát như soi dáng gầy cô nương. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vẫn vương, bên ngoài gió mưa sao buồn vắng. Nhạc rất là hay, nó rất là chi tiết và cái chép của nó ấy, nghe nó rất là sáng và tiếng nó mịn các bác nhá. Sẽ bật một bản nhạc nữa để các bác nghe đi, bản nhạc nước ngoài đi. Phòng khoảng tầm 30 mét, các bác cứ dùng cho em một cặp này thôi, các bác nghe nhạc thì rất là hay luôn đấy.
gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I wake to find that you're not there. What have I gotta do to make you want me? What have I gotta do? Ok, và đó là phần nhạc. Phải nói là con này loa này nhạc nó rất là hay. Nếu mà để em so sánh với con FPT Pro Max ấy, thì con loa này ăn đứt luôn. Đây là theo cái sở thích của em các anh nhá. Mỗi một cái loa sẽ có màu âm riêng và mỗi một người sẽ thích một cái màu khác nhau. Và bây giờ sẽ test cho các bác nghe cái tiếng mic của con này. Và đặc biệt là khi mà set em vừa cắm vang và set tiếng mic thì gần như là không phải làm một cái gì cả. Chỉ việc là đưa effect vào là hát luôn, chứ không phải căn EQ. Tiếng con này nó quá đều rồi. Và đây là cái phần mic của nó, các bác xem này. Đấy, để phẳng đúng không ạ? Cắt một chút ở giải thấp thôi. Và phần out của nó đây là em đang dùng out 1, 2. EQ hầu như không làm gì luôn. Các bác nghe tiếng mic mập của nó này. 1, 2, 6, 7, lê 1, 2, 5, 6, 7. Cái loa này nó rất là dày tiếng. Và tiếng chép của nó, nếu như bình thường ấy, loa mà dày tiếng thì tiếng chép nó tối như con này, mà tiếng nó vừa dày, tiếng chép nó vẫn rất là sáng. 1, 2, 6, 7, lê. Đây là cái điểm đặc biệt của cái chép và titan của Bố Linh ở đây. Nhà hãng đã bảo cái chép con này là một cái điểm đặc biệt của nó. Đấy. 1, 2, 6, 7. Tôi sẽ đưa effect vào các bác nghe nhé. 1, 2, 6, 7, lê. Đấy, revert này. 1, 2, 6, 7, lê. Ok, giờ sẽ hát để các bác nghe luôn cái chất của cặp loa này. 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tình đời khi trắng khi đen. Nghe hát phát tình người luôn. Cười vui mới đó, nhưng giờ ngỡ các bác nghe cái tiếng mình bọc phải thật tiếng. Thì khi đưa effect vào hát nó là bổ trợ mình thôi. Người thơ làm như chẳng con này giải thấp tốt và giải cao nó cũng rất là rõ ràng các bạn nhé. Tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi tung thiếu hỏi người có đòi được không? Giàu thì nhiều người theo, quanh hiu trông vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trả lại người thua. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chùng ngồi một mình tôi. Suốt cả đời này biết mấy ai thân, nhiều đêm thức giấc mơ mang nhớ người tình nhân. Còn gì để gặp nhau một khi lá đã đổi màu, tình nghĩa mai đem về trong lòng huyệt sâu. Nói nếu như để em chấm điểm cái loa này ấy, mà để làm cái loa karaoke thì phải nói là 9,5 trên 10. Bởi vì sao lại trừ đi 0,5 điểm? Bởi vì là có lẽ là nhiều bác sẽ không thích cái loại vỏ thùng nhựa mà thích vỏ thùng gỗ đúng không ạ? Nhưng đối với em thì thùng gì nó không quan trọng. Nếu như thùng nhựa thì ưu điểm nó là gì ạ? Nhẹ và bền. Đấy, các bác để lâu nó không sợ bị mốc các bác nhé. Không sợ bị xuống màu. Và với loa này thì cái mức giá bên em sẽ rất hợp lý, và em sẽ up ở trên website của bên em là 6 âm thanh. Và nếu như các bác muốn có mức giá tốt nhất trên thị trường thì alo ngay cho 6 âm thanh nhá. Đảm bảo cam kết hàng chính hãng 100%, bảo hành 2 năm. Đấy. Và đó là EVLX10. Ok, chào các bác nhá. Và hẹn gặp lại các bác trong clip sau. Em sẽ giới thiệu đến các bác rất nhiều những sản phẩm lửa của Electrovoy, thư âm thanh rất nổi tiếng đến từ USA.